Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, sư đoàn 5 đã tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ở thực địa, trong đó có tiểu đoàn 5, trung đoàn 5 bắn đạn thật được tăng cường binh khí kỹ thuật. Đến chỉ đạo và tham quan diễn tập có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thủ trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, đại diện các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn. Đây là đợt diễn tập có sự hợp đồng giữa bộ binh và các lực lượng binh chủng của quân khu như xe tăng, pháo binh, phòng không, cùng phối hợp với lực lượng không quân của bộ trong việc đánh phá các mục tiêu và truy kích tiêu diệt địch rút chạy. Nét mới trong diễn tập lần này là trước khi mở cửa đánh chiếm đầu cầu, có sử dụng lực lượng đặc công phá hủy trung tâm chỉ huy thông tin, pháo binh của địch và khi kết thúc trận đánh, sử dụng lực lượng phòng hóa để tẩy độc cho phân đội xe tăng. Đợt diễn tập đạt kết quả giỏi, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Nhất là sự phối hợp, hợp đồng chặt chẽ trong tác chiến giữa các lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Đợt diễn tập còn là dịp rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, trình độ hợp đồng tác chiến, kỹ năng xử lý các tình huống chiến đấu. Qua đó nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Kết thúc đợt diễn tập, Bộ Tư lệnh Quân khu đã biểu dương tặng quà cho các đơn vị tham gia và phục vụ diễn tập.